Em cũng đang làm chiếc vang số CT5 để gửi cho một chị em ở Đồng Nai. Và đây là một cái thông tin của một cái bác. Bác này thì là ở Gia Lai. Bác này là ở Gia Lai. Đây để các bác anh em thấy rằng là bác này vừa mới đây. Bác này là ở Gia Lai và như vậy là có gửi cho em chiếc vang số X12 hàng mới. Bác này ở Gia Lai là khách quen của em nhé. Bác này là khách quen này. Bác này là khách quen. Biết em rất lâu rồi, cách đây cũng 5-6 năm rồi. Và đây là một cái phản hồi của bác này. Em đang làm chiếc vang số Siso T5 để gửi cho chị em Đồng Nai. Chú này có đặt em một chiếc vang số Siso T5. Thì bác này ở Đồng Nai, bác vừa mới gửi cho em về cái hình ảnh mà bác này chắc là phục vụ bà con ca hát đây, bởi vì bác này làm dịch vụ này. Cách đây mấy hôm thì bác này có gửi cho em chiếc vang số X12 hàng mới. Và hôm đấy thì em cũng làm mấy chiếc vang số X12 hàng mới vàng bãi. Thì trong đó có một chiếc của bác này. Bác này ở Gia Lai phục vụ bà con ca hát đây. Đây bác này này, là chiếc X12. Chiếc X12 hàng mới. Đây. Chiếc X12 hàng mới. Bác này có yêu cầu làm một chế độ FX rời này. Bác này có yêu cầu làm một chế độ FX rời. Bác này ở Gia Lai là khách quen của em và đã gửi cho em rất nhiều loại vang số khác nhau rồi. Gửi rất nhiều loại vang số khác nhau rồi. Để các bác thấy rằng là đây một cái bác là khách quen ở Gia Lai. Biết em từ năm 2021. Và hôm vừa rồi có gửi một chiếc X12 hàng mới. Đây là chiếc X12 hàng mới nhé. Và có một chế độ FX rời. Thì bác này có gửi cho em về cái hình ảnh phục vụ một cái đám tiệc cưới nào đấy. Tiệc cưới này vừa mới xong thôi. Đây. 9:21. Và hiện giờ là đúng là 9:24, cách đây có mấy phút thôi. Hiện giờ là 9:24. Thì thế này. Em có cái mới ở trên dòng vang số Siso. Có một cái mới ở trên dòng vang số Siso. Có một cái mới và một chú em này nữa này. Một chú em này thì ở Đắk Lắk. Chú em này ở Đắk Lắk thì trước đây có gửi cho em chiếc vang số Siso T3 và còn gửi cả Theta K3 nữa. Chú này là gửi cho em là đầu tiên là Siso T3. Chú em này là đầu tiên là gửi cho em Siso T3. Sau đó thì lại giới thiệu cho anh bạn bè là gửi Theta K3. Theta K3. Và chú này thì trong quá trình sử dụng thì nó bị mất file.
mất cái file dỉ vọt, mất cái chế độ dỉ vọt. Chú em này là mất cái chế độ dỉ vọt. Và buổi sáng hôm nay thì em có hỗ trợ chú em này, bởi vì chú em này là cái người mà như vậy là đã gửi vang số cho em căn chỉnh. Chú em này là đã gửi vang số cho em căn chỉnh và em có gửi file cho chú này, có gửi file cho chú này. Đây. Và đang làm chiếc vang số siêu tên 5 của chú em ở Đồng Nai thì có sự thay đổi, có sự thay đổi như vậy là tí nữa em sẽ chia sẻ với anh em. Mà tại sao cùng một lúc này em lại mở cả cổng quang và cổng AV, mở điện thoại và mở trên TV. Vừa rồi các anh em thấy rằng là em có thử âm cổng quang ở trên TV và cổng AV thông qua điện thoại. Tí nữa em sẽ chia sẻ với anh em. Nhưng mà đây là một chú em mà đã gửi vang số cho em căn chỉnh. Và trong cái quá trình mà làm cho em Đồng Nai thì có một cái mới. Thì đây, gửi chú này. Thì các anh em nếu như mua vang số của em hay là gửi vang số đến căn chỉnh ấy, thì như vậy là sẽ có những cái hỗ trợ. Ở chú này còn gửi cả giới thiệu cho anh em bạn bè là gửi cả Theta. Đây, Theta. Chú này còn gửi cho em cả Theta nữa. Theta. Thì đối với lại CISO ấy, thì các bạn thấy rằng là nó liên quan đến cái đầu vào và đầu ra. Tại sao trong phần music ấy, thì ở cái cổng quang thì em lại giảm về 90%, và cái cổng aux này này là giảm đi 1%. Đây là một cái mới ở trên dòng CISO nhá. Đây là một cái mới trong trên dòng CISO. Về cái phần mic này, các bác anh em thấy được giảm thì có 1% thôi. Và cái 1% này nó ảnh hưởng chất âm của phần mic nhá. Có 1% thôi. Đây. Có 1% thôi. Và một cái vấn đề mà trong quá trình mà em căn chỉnh vang số á, thì có thử nghiệm như này. Có thử nghiệm kể cả trên X12 ấy. Trên X12 các bác thấy rằng là khi mà em làm ấy thì cái đường AV ấy để là 3. Nhưng mà cái đường cổng quang ấy để là 0 thôi. Bởi vì cổng quang ấy thì là nó lớn hơn so với lại như vậy là đường AV. Và nó còn ảnh hưởng đến chất âm của phần mic. Còn ảnh hưởng chất âm phần mic. Cho nên có sự thay đổi về cái độ lớn này. Có sự thay đổi về cái độ lớn ở cái phần music. Ở cái phần music có sự thay đổi về độ lớn của phần music. Các anh em sẽ thấy như này. D3. Cho nó các anh em nhìn dễ này. Và em thử hai bộ mic nhé. Thử hai bộ mic, một bộ mic Beyer 970 và một bộ mic BBS này. Và loa thì sử dụng một loa Bass 40 này. Một loa Bass 40 ở một cổng và loa JBL ở một cổng. Thì đối với JBL ở cái góc kia ấy, thì nó sẽ bị vang dội nhiều hơn một chút nhé. JBL nó sẽ bị vang dội hơn một chút. Thế thì bây giờ sẽ thử như thế này. Có sự thay đổi về cái phần music này nhé. Có sự thay đổi về phần music. Bây giờ sẽ mở nhạc. Mở nhạc không lời. Bây giờ sẽ mở nhạc không lời. Bây giờ là mở nhạc không lời ở trên điện thoại nhé. Kết nối cổng AV. Kết nối cổng AV và mở trên điện thoại này. Đang nghe ở trên JBL nhé. Cổng L này kết nối loa JBL này. Cổng L này kết nối loa JBL này. JBL là ở cái góc kia. Nó sẽ là vang hơn một chút nhé. Vang hơn. Còn B3. B3 là nó thẳng vào cái vị trí em ngồi. Nghe B3. B3. Các bác và anh em đang nghe ở trên B3 nhé. Bây
giờ nghe JBL này. Bây giờ em sẽ tắt nhạc này. Các anh em thấy rằng là cổng quang là trước đây ấy, thì để bằng với lại cổng AV nhé, nhưng mà bây giờ để nhỏ đi thì là nó cân bằng với âm lượng mà chất mic nó đẹp hơn nhé. Thì bây giờ mới thử mic này, bây giờ sẽ thử cái bộ mic Behringer trước nhé, thử bộ mic Behringer trước nhé. Bây giờ sẽ thử bộ mic Behringer này và bây giờ thay cái giá trị độ lớn của cổng quang thôi nhé. Một ở đây, ở chế độ phổ thông đi, chế độ số 1 này, ở chế độ số 1. Và bây giờ sẽ tắt tắt loa JBL, tắt loa B3 nhé. Tức là cái cổng L này là cái nối loa JBL này, cái cổng R này cái nối loa B3 này. Bây giờ thử một cái loa mà nó cái góc mà nó gọi là vang vọng nhiều hơn nhé. Là bây giờ là tắt B3 này, mở JBL này, trên đồng vào. Bây giờ mới thử nhé. Trước đây ấy thì cổng quang là để bằng với lại cổng AV, nhưng mà cái việc trên băng số là nó một cái sự mà xuyên suốt, cho nên rằng là giảm đi thì đẹp âm nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 6 7 1 2 6. Em thử cái loa mở cái góc tường kia thì nó vang vọng nhiều hơn để mà kiểm âm. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Rõ ràng là giảm về 90, nó cân bằng về phần nhạc mà mic nó đẹp hơn nhé. Thế còn bây giờ là cái đường mic, quên đây, bây giờ các bạn nhìn này, đây này, là music chứ đây. Em đang cúm cúm đấy. Đây nhá, đây, các bạn em sẽ thấy như này, đây là cái đường music này. Bây giờ là để 90 này. Và bây giờ sẽ thử cái loa JBL nhá. Tắt loa B3 này, mở loa JBL này. Bây giờ là thay đổi phần music nhé. Đây, phần music trước đây là để 98-99 này, bây giờ này 98 này, tức là đường ngõ đang để 98 và bây giờ đường quang này cũng để bằng nhau này. Tức là trước đây em để như này nhưng bây giờ có sự thay đổi là như vậy, để 90 đẹp hơn nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 6 1 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 6 1 2 6. Rõ ràng cái loa JBL là loa hàng xịn, hàng chất lượng, nhưng để ở cái góc tường kia thì nó sẽ vang dội nhiều hơn. Nhưng bây giờ giảm cái độ lớn của cái cổng quang này xuống 90 để cho nó cân bằng về âm lượng, phần mũ xích và mic đẹp hơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6
13 nhé, tắt cổng L đi là JBL này. Hiện giờ các anh em sẽ nghe chất âm ở trên B3 nhé, là một cái loa mà nó đang hướng về phía em ấy. Thì bây giờ cái phần mục xích này. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6.
1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 Thế bây giờ mới lại thử mic BBS nhé. Vừa rồi các anh em nghe chất âm là mic phải đi lại nhé. Anh em sẽ bây giờ anh em sẽ nghe chất âm ở trên BBS này để xem thế nào. Đây nhá, BBS. Bây giờ sẽ nghe chất âm ở trên mic BBS nhá, một bộ mic dày tiếng này. 1 2 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 bây giờ mới thay đổi về cái đường ống X này. 1 2 6 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
này, các anh em thấy rằng là 99% này, 9.99% nhá. Và thử trên mic BBS này, 1 2 6 6 6 6 6 1 2 6 1 2 6 6 6 1 2 6. Rõ ràng có 1% ở đường mic thôi thì nó khác rồi nhá. 1 2 6 1 2 6 1 2 6 6 6 1 2 6. Cái đường mic này các bạn anh em thấy rằng là để 99 là đẹp nhá. 1 2 6 6 6 1 6. Kể cả mic BBS hay là bài hư thay đổi như vậy có 1% thôi, nó khác rồi. Nên làm một chiếc băng số nó tỉ mỉ đến mức độ như vậy mà. Thì mặc dù em ngồi tại nhà nhưng các bạn anh em sử dụng băng số của em khá hay. 1 2 1 1 6 6 6. Thì đây cũng là một cái mà ở trong cái quá trình mà căn chỉnh vang số thì em cố gắng nghiên cứu tìm hiểu để làm sao mà đến đây các anh em được những chiếc vang số mà nó ưng ý nhất khi các anh em ghép các bộ dàn mà đang sử dụng.